Một vụ va chạm giao thông hy hữu vừa xảy ra tại địa bàn tỉnh Hải Dương khi một chiếc xe ô tô hạng sang một rẽ trái nhưng lại dừng đỗ bên phải đường. Đáng nói, chiếc xe này sau một hồi dừng đỗ đã bất ngờ rẽ trái khiến va chạm với một xe tải đi thẳng. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 21 tháng 11 tại ngã tư phố Ghẽ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và được camera của một hộ dân bên đường ghi lại. Thời điểm trên, một chiếc xe BMW hạng sang màu đỏ quá trình di chuyển đã dừng đỗ ở vị trí bên phải đường tại ngã tư. Tuy nhiên sau đó lại bất ngờ rẽ trái. Cùng thời điểm, một chiếc xe tải đi thẳng chạy tốc độ cao vượt lên đã va chạm với xe ô tô màu đỏ. Hình ảnh từ camera an ninh bên đường cho thấy chiếc xe BMW màu đỏ đã dừng sát lề đường bên phải quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội-Hải Dương. Sau một chút do dự để chờ đèn đỏ đi thẳng bật lên, tài xế BMW đã quyết định rẽ trái. Đúng lúc đó một chiếc xe tải chạy cố đèn vàng đi tới nên đã đâm mạnh vào hông chiếc xe BMW. Cú va chạm mạnh khiến cụm gương chiếu hậu bên ghế lái xe BMW vỡ nát văng ra xa. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số đều chỉ trích hành động lái xe sai làn còn cố ý rẽ trái của tài xế BMW. Có ý kiến cho rằng thời điểm xảy ra va chạm đèn xanh cho người đi bộ đã bật sáng, đồng nghĩa với việc cả hai phương tiện này đã vi phạm luật giao thông đường bộ. Ở đây là lỗi vượt đèn đỏ. Cộng đồng mạng mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để xử lý nghiêm hành vi vi phạm của cả hai tài xế.